Chào bạn, tôi là Dương Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang sự trực tuyến CodaShop24h.com. Như bạn cũng biết, linh chi là một loại dược liệu rất là quý, có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Và ngày nay với khoa học hiện đại thì các nhà khoa học đã chiết xuất chúng ta thành dạng cao như thế này để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc sử dụng cũng như bảo quản sản phẩm. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn những công dụng của cao linh chi gold Hàn Quốc. Đối với hệ miễn dịch thì cao linh chi gold Hàn Quốc giúp tăng cường khả năng miễn dịch, từ đó giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, chống lại những virus cũng như là các tác nhân gây bệnh. Đối với hệ tiêu hóa thì cao linh chi gold Hàn Quốc giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, làm sạch ruột và chống lại táo bón. Đối với hệ thần kinh thì cao linh chi gold Hàn Quốc giúp làm giảm căng thẳng thần kinh, từ đó phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Đối với hệ bài tiết thì nhóm steroid có trong cao linh chi gold Hàn Quốc có tác dụng tăng cường sự hoạt động của tế bào gan, từ đó giúp đào thải những độc tố ra ngoài cơ thể. Đối với hệ tuần hoàn thì cao linh chi gold Hàn Quốc giúp làm giảm sơ vữa động mạch, từ đó thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu. Ngoài ra, cao linh chi gold Hàn Quốc còn giúp làm giảm những cái cholesterol xấu có trong cơ thể, từ đó làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và săn chắc hơn. Tác dụng chống ung thư, trong cao linh chi gold Hàn Quốc có rất nhiều chất manium giúp loại trừ và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư, từ đó có hiệu quả rất tốt đối với những người bệnh nhân ung thư. Tác dụng tiếp theo nữa đó là phòng và hỗ trợ bệnh tiểu đường. Trong cao linh chi gold Hàn Quốc có thành phần polysaccharide giúp khôi phục các tế bào tiểu đào tuyến tụy, từ đó giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin, rất tốt đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Tác dụng chống dị ứng, trong cao linh chi gold Hàn Quốc có rất nhiều thành phần chống oxy hóa, từ đó giúp đào thải những cái độc tố ra khỏi ngoài cơ thể. Tác dụng làm đẹp da, cao linh chi gold Hàn Quốc có tác dụng loại bỏ những cái sắc tố lạ trên da, từ đó giúp da chúng ta tươi trẻ hồng hào hơn. Như vậy, Văn Đức vừa giới thiệu với các bạn những cái công dụng của cao linh chi gold Hàn Quốc. Hiện tại thì cao linh chi gold Hàn Quốc đang được phân phối trên thị trường với mức giá khoảng từ 900 đến 1,2 triệu. Nhưng khi bạn đặt mua tại CodaShop24h của chúng tôi, bạn sẽ chỉ phải trả với mức giá 1,000,000 đồng. Ngoài ra, bạn không phải trả bất kỳ một khoản phí nào khác. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên khi nhận hàng từ CodaShop24h.com, bạn có thể yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình đổi trả hàng trong vòng 7 ngày hoàn toàn miễn phí nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như đặt mua sản phẩm cao linh chi gold Hàn Quốc, mời bạn truy cập trang web CodaShop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video, hoặc bạn có thể chat Zalo hoặc gọi điện theo số điện thoại 0976148590 để được hỗ trợ và mua hàng trực tiếp. Cuối cùng, xin chúc bạn gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.